Được tổ chức vào cuối tháng 8 hàng năm, lễ hội hóa trang truyền thống Notting Hill thường thu hút hơn 1 triệu lượt du khách. Tuy nhiên năm nay, lễ hội tràn đầy âm nhạc này sẽ không bùng nổ trên đường phố đông người với đoàn vũ công trình diễn trong những bộ y phục lộng lẫy và tuyệt đẹp. Cuộc diễu hành đã bị hủy bỏ vào đầu năm nay do những biện pháp hạn chế để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Thay vào đó, ban tổ chức đã dành 1 tháng để quay những hoạt động và phát trên Internet từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 tới, với hy vọng giữ được tinh thần của lễ hội hóa trang và mang ngọn lửa văn hóa tuyệt đẹp này đến với đông đảo khán giả hơn. Đầu tiên tôi rất buồn vì lễ hội không được tổ chức trên đường phố, nhưng vẫn rất vui mừng trước khả năng có thể đưa lễ hội Notting Hill Carnival đến những địa điểm độc đáo. Chúng tôi đang ở St. Royal Albert với ban nhạc. Chúng tôi đang ghi hình một số tiết mục tại đây. Chúng tôi cũng sẽ có các buổi biểu diễn tới từ châu Phi, Trinidad, Tobago, Barbados, Grenada và Jamaica. Bắt đầu được tổ chức vào năm 1964 với mục đích tôn vinh văn hóa của cộng đồng Mỹ Latin cũng như đem mọi người đến gần nhau hơn, bất chấp những khoảng cách về tôn giáo và sắc tộc. Notting Hill Carnival đã trở thành một trong những lễ hội hóa trang lớn trên thế giới.